Thưa cô Lệ Thu, cô đến với âm nhạc thì nhiều người đã biết rất là rõ về cô rồi. Nhưng mà cô nhớ là cái lần đầu tiên đó mà cô gặp cô Khánh Ly là trong trường hợp như thế nào không? Tôi nhớ là tôi gặp trong một cái phòng thâu của anh Ngọc Bích. Là hình như là ban Thiếu Nhi ha? Ban Thiếu Nhi Hoa Xuân. Dạ. Hay là nếu nhớ không lầm. Dạ. Lâu quá rồi quý vị cũng tha thứ cho. Dạ. Thì tôi hát bài Chiều Hành Quân. Dạ. Thì có gặp Lệ Mai ở trong đó. Thì cô mới hỏi tên tôi bảo tôi là Lệ Thu. Là đúng là một cái định mạng. Rồi thì không biết lý do tại sao, không biết bị ai bắt nạt hay là hát sai hay là cái gì đó, cái tôi khóc. Cái nó lại nó cô lại cô hỏi tôi, cô bảo tại sao lại khóc và không trả lời. Kể từ đó là biết nhau, quen nhau. Quen nhau. Mình nhỏ hơn nhưng mà mình lại muốn an ủi cái kiểu như vậy đó. Rồi tại sao khóc? Thì ở trong đài đó, trong những cái chương trình đó, thì tại vì lúc đó thì chị Lệ Thu với tôi đều còn nhỏ lắm, mới có 13, 14 tuổi kiểu đó. Thì nếu mà hát sai đó thì thế nào cũng bị la, mà dễ tủi thân lắm. Cho nên thấy chị Lệ Thu khóc thì tới hỏi thăm, thì mới biết là chị Lệ Thu nói tôi là Lệ Thu. Hôm đó chị Lệ Thu hát bài Chiều Hành Quân của nhạc sĩ Lam Phương. Rồi quen nhau, biết nhau từ ngày đó cho đến bây giờ là cũng hơn nửa thế kỷ rồi. Nghe hai ba chục năm thì nó ít. Nhưng mà nghe nửa thế kỷ thì thấy nó dài lắm, thấy nó nhiều lắm. Nhưng mà ở cái tuổi này thì thường thường á, khi đã đến một cái tuổi nào đó, người ta ngồi lại và nhớ lại những cái kỷ niệm, mình vui với những cái kỷ niệm đó. Tại vì chắc Thu cũng biết, chắc quý vị cũng biết là chúng tôi đứng lại, nhưng tại đường ở sau lưng thì chúng tôi đã đi qua rồi, mà đường trước mặt chúng tôi cũng không còn đường nữa để mà đi, thì đứng lại và nhớ lại những cái kỷ niệm, nhớ lại cái quãng đời lúc mà mình còn thơ đó. Bởi vì cái tuổi xuân nó đến với chúng ta chỉ một lần thôi và nó đi không bao giờ trở lại nữa. Gặp nhau, nhìn thấy chị Lệ Thu thì tôi lại nhớ tới những cái ngày đầu tiên mà được biết chị. Lúc đó chúng tôi mới có 12, 13 tuổi thôi. Những ngày xưa thân ái. Đúng rồi thưa cô. Mà lúc đó đó là cô từ bé đã có Lệ Thu rồi. Tôi nghĩ là không phải 12 hay 13 đâu. Yeah. Chắc là phải là 14, 15 đó. Không, tôi biết rõ mà. Yeah. Tôi biết rõ. Tại vì khi mà... không đâu. Không đâu. Tôi nhớ cái thời điểm đó là tôi đi thi tú tài. Xong rồi cái bạn bè nó mới mời tôi lên Bồng Lai. Xong mấy đứa bạn nó bảo, ê mày, xin lỗi, mày hát hay quá thì mày đi lên tặng cho tụi này một bản. Tự nhiên tôi cũng chẳng hiểu tại sao đời mình đi chọn cái bài Tà Áo Xanh, tức là Giang Giỏ. Thì tôi hát bài đó. Thì tôi được ông giám đốc Bồng Lai, là ông Lê Lai, ông bèn tới và có ông ấy, phải nói là ông ấy vừa mời mà vừa dụ hát. Tôi bảo không được đâu, không được đâu, nhà của tôi, bà cụ tôi khó lắm. Đi vào nghề, đi vào hát thì là vừa vào về nhà trễ mà lại vừa bị là sướng ca vô loài. Thì anh bảo không sao đâu, chỉ có tới đây vào lúc 8 giờ, 9 giờ về rồi. Thì giống như là đi làm bài ở nhà bạn, nghe bùi tai. Với lại ông ấy offer một cái số tiền lương. Thật là không tưởng tượng nổi đối với mấy cái tuổi học trò. Thì tôi nhớ là lúc đó là tôi trước đó là khoảng 16 tuổi. Cô hát lần đầu tiên trên sân khấu là bài Tà Áo Xanh. Mà hôm nay cái show đầu tiên phỏng vấn của Jimmy, ba cô cháu mình cùng mặc cái áo xanh. Cũng có sự trùng hợp cô rồi. Hả?